Chiều nay ngày 21 tháng 2, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế tình hình triển khai công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Đến nay, giá trị thi công của dự án đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Các gói thầu xây lắp các hạng mục quan trọng về giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông, hệ thống camera, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, v.v. đã xong những phần quan trọng và đang được đơn vị thi công tích cực để nhanh tiến độ, để kịp thời hoàn thành những hạng mục còn lại. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng đề xuất cho phép triển khai bãi đỗ xe tạm tại đây, hoàn thành trong tháng 3 năm nay và giao cho Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu quản lý. Qua nghe báo cáo tiến độ, tình hình thi công, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý dự án, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan trong phối hợp đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đồng thời khẳng định đây là công trình trọng điểm, động lực, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh việc tích cực thi công đảm bảo kịp tiến độ, các đơn vị liên quan cũng cần nghiên cứu phương án cảnh quan tại các khu vực bùng binh cũng như trên toàn công trình, đảm bảo hài hòa, mỹ quan, an toàn. Tôi đề nghị là bây giờ phải tập trung thật cao độ các cái nguồn lực để hoàn thành theo đúng cái tiến độ 28 tháng 2 là mình hoàn thành cơ bản và hoàn thành các cái hạng mục liên quan để làm sao 29 tháng 3 là mình khánh thành để chính thức đưa vào sử dụng. Nên trong quá trình làm thì đồng chí tiếp tục đảm bảo cái chất lượng và cái mỹ thuật của công trình. Riêng cái đề xuất về cái khu bùng binh này, cảnh quan khu bùng binh là rất là cần thiết. Cái việc này tôi đề nghị ban sự đảng ủy ban rồi chỉ đạo ban quản lý chúng ta phải làm cái cảnh quan khu vực này cho nó rất là đẹp, để đây là cái điểm nhấn, nên là không chỉ là cho cả cái khu vực này mà nó cho cả cái công trình của mình. Đối với đề xuất xây dựng bãi đỗ xe tạm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với phương án triển khai, tuy nhiên lưu ý thêm một số vấn đề trong thiết kế thi công, trên tinh thần xem bãi đỗ xe này cũng là một điểm nhấn cảnh quan cho toàn bộ khu vực công trình và đảm bảo kỹ thuật. Mình phải đảm bảo vừa kết hợp thành cái công viên, vừa cái bãi đỗ xe. Và khi thiết kế làm ấy thì phải đảm bảo, vì đây nó mang cái nó phục vụ cho cả công trình, cái đường đi bộ, cầu đi bộ Trần Thị Lý. Thế nên là cái thiết kế này nó cũng phải rất là hài hòa để đảm bảo, chứ không chỉ đơn thuần thì mình lại làm cái khái niệm là chỉ san lấp ra đấy xong rồi kẻ vẽ mấy cái. Thế nên là tôi đề nghị phải có các cái cây xanh ở trong này, đỗ xe thì mùa hè người ta cũng cần dưới cái bóng cây xanh, rồi cái này nó trở thành một cái điểm nhấn ở cái khu vực này. Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tích cực để giải phóng hoàn toàn mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn cho công nhân thi công tại đây, cũng như phương án tổ chức giao thông khi công trình này đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục.